Hello everyone. Today I am out in the village. So I would like to show you the these villages, hmong villages, and see the landscape in this village. I see how they live and see some different things, like people, local tribe, houses, around here, local rice field and local cows. So I hope you enjoy and you like it as well. I will show you some cows eating grass here. Local cows. And this is a baby cows there. It's more baby cows and big cows. Yeah, look at here. How are you? Hey. Good friend. Good boy.
chúng nó chụp nó giống như nè, nhưng nó của tôm sai về nu rộm mông vậy nhớ đâu xa lỗ không bằng à, nu rộm mông ban hơi po thì về mông sai ok đâu thì cứ tin nó chạm mông như thế nó là nó lại chà nhỏ lại chà về mông sai tàu kia nó chủ tin nó chạm mông thế vai thế chế lớn nhỏ rồi lại chà về mông sai ok tàu nè. Oh.
来来来，拿那个钱来了。
Chicos,